Về phương pháp thiền quan sát hơi thở thì nó rất là đơn giản nhưng nó đòi hỏi chúng ta cần phải rèn luyện. Bởi vì trong chúng ta cần phải rèn tâm á. Trong vô lượng thời gian thì tâm của chúng ta nó đã nó đã có cái thói quen. Nó có cái thói quen là là cứ vẩn vơ suy nghĩ rồi nó có thói quen lúc thì bay về À, lúc thì bay tới tương lai, lúc thì đi về quá khứ, cho nên là cái việc mà chúng ta ngồi thiền và tâm nó đi lang thang, đó là chuyện bình thường. đang ngồi trong zoom này mà ai mà ngồi thiền mà tâm không đi lang thang mới là đáng lo đấy nha. cho nên là cứ yên tâm rằng nếu mà mình thấy tâm mình đang đi lang thang ấy là bình thường đó. Vậy thì mọi người sẽ tải cái file chúng ta nên ngồi thiền một ngày hai lần tối thiểu hai lần nha nên ngồi thiền một ngày tối thiểu hai lần mọi người nhớ giúp thuận nha nên ngồi thiền một ngày tối thiểu hai lần đó là buổi sáng khi vừa thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ nên thiền cả ngày nhưng mà vì chúng ta vẫn đang cần phải đi làm vẫn đang cần phải làm nhiều cái việc khác nữa để mà kiếm tiền để mà sống cuộc sống hiện tại cho nên ta nên dành thời gian để ngồi thiền tối thiểu hai lần và file hướng dẫn ngồi thiền thì mọi người vào trong cái trang này để tải về nếu ai đã có rồi thì mình có thể mở ra và mình thực hành theo cái trang đinh nước thuận com sẹt thiền anapana trang này nhá nha trang này cũng có ở trong phần ô chat thuận sẽ gửi vào trong phần ô chat thì trong cái trang này chúng ta sẽ có hai cái file cái file bên trên này ấy. file bên trên này nhấn vào đây cái là tải vào trong Google Drive tải về thì đây là file hướng dẫn thiền còn file bên dưới này là file để mà mình mở ra để mình ngồi thiền đấy thế thì mình khi mà mình ngồi thiền mà có thật mở ra luôn cho mọi người thiền luôn ha đây thử cái này này Now let us practice anapana for about 10 minutes. Bây giờ chúng ta hãy thực hành Anapana trong khoảng 10 phút. Hãy thực hành Anapana. Đó, đây là file. Để thuận xem file thứ hai này là file gì đây? Seekers of bees. À. File thứ hai ấy là file hướng dẫn, còn file bên trên là file để mở ngồi thiền để lúc ngồi thiền. Đó. Thì à, bây giờ sẽ thế này. Chúng ta sẽ ngồi thiền với nhau khoảng 10 phút theo cái file hướng dẫn của thầy Quyên Ca một lần nữa để cho mọi người à, biết được cái cách mà chúng ta chúng ta ngồi thiền ha. À, nó dễ thôi nó chỉ có thế thôi, nhưng mà chúng ta cần phải thực hành hàng ngày thôi rồi bây giờ mọi người hãy làm theo hướng dẫn của thầy nhé seekers of peace and harmony xin chào tất cả những ai đang tìm kiếm sự an lạc và hòa hợp who does not seek peace Who does not seek happiness harmony Có ai không tìm kiếm sự an lạc, ai không tìm kiếm hạnh phúc và hòa hợp? Everyone needs it. Everyone gets agitated, disturbed. becomes unhappy. Mọi người đều cần điều này. Mọi người đều bị dao động, xáo trộn và trở nên bất hạnh. Due to one reason or the other, a desirable thing has not happened. Something undesirable has happened and one loses the peace the harmony agitation agitation vì lý do này hay lý do khác một điều ta mong muốn đã không xảy ra hoặc một điều ta không mong muốn lại xảy ra và ta đánh mất sự an lạc và hòa hợp trong tâm dao động dao động How can there be peace when there is agitation in the mind? How to come out of this agitation? How to enjoy real peace, real harmony? Làm sao có được sự yên bình khi tâm bị dao động? Làm cách nào để thoát khỏi sự dao động? làm cách nào để tận hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự. Buddha the enlightened one discovered the path path of peace, path of happiness. Đức Phật bậc giác ngộ đã khám phá ra con đường, con đường dẫn tới an lạc, con đường dẫn tới hạnh phúc. Tôi biết để học được điều này, quý vị sẽ phải bỏ ra 10 ngày của cuộc đời mình. Và quý vị không muốn làm vậy, cũng được thôi. Vậy thì quý vị cần phải bắt đầu từ đâu đó. Hãy bắt đầu học từ lớp mẫu giáo của Vipassana, con đường của an lạc, con đường của hòa hợp. Đây chỉ là những bước đầu tiên trên con đường tuyệt vời này và quý vị chắc chắn sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được hàng ngày đối tượng của sự tập trung của sự ý thức của quý vị là hơi thở của chính quý vị. Hơi thở là một sự thật, sự thật của cuộc sống. Hơi thở luôn có ở đó. Từ lúc mở mắt chào đời, lớn lên cho đến khi qua đời, hơi thở luôn luôn ở bên quý vị. Nhưng quý vị không bao giờ nhận thức về nó. Giờ đây, ở bước đi đầu tiên trên con đường Vipassana, quý vị hãy học cách ý thức về sự thật của hơi thở hãy quan sát hơi thở theo đúng bản chất của nó đây không phải là một bài luyện tập thở đây không phải là phương pháp pranayama pranayama có những lợi ích riêng của nó về mặt thể chất không có gì sai cả nhưng đây không phải là pranayama tự nhiên không gượng ép hơi thở đi vào hơi thở đi ra một cách tự nhiên không gượng ép. Quý vị phải phát triển ý thức, ý thức về hơi thở của chính quý vị, đang vào, đang ra, đang vào, đang ra. Nếu hơi thở dài, biết nó no dài, nếu hơi thở ngắn, biết nó no ngắn. Dù hơi thở đó đi qua ống mũi bên trái hay đi qua ống mũi bên phải, quý vị chỉ duy trì sự ý thức, đừng cố gắng thay đổi nó chỉ duy trì sự ý thức ý thức về sự thật con đường bậc sắc ngộ chỉ ra là con đường của sự thật ý thức về sự thật không gì ngoài sự thật vì vậy ở ngay bước đi đầu tiên này cũng không có gì khác ngoài sự thật hơi thở thuần khiết đi vào đi ra qua ông mũi bên này hay bên kia đừng cố gắng thay đổi điều gì chỉ luôn ý thức hơi thở không gượng ép, chỉ luôn ý thức. Tâm trí ta vốn rất dao động, điều không mong muốn đã xảy ra, hoặc điều mong muốn đã không xảy ra, và tâm trở nên dao động. Điều này đã trở thành thói quen của tâm, một thói quen tai hại. Thói quen có hại này cần phải được thay đổi ngay lúc này, không dao động nữa. Quý vị đang ý thức về hơi thở, không dao động nữa nhưng vì những thói quen cũ thói quen cũ của tâm tâm quý vị lại đi lang thang khi quý vị nhận ra là tâm đã đi lang thang đừng căng thẳng hãy chấp nhận sự thật rằng tâm đã đi lang thang thì đã sao nào hơi thở vẫn ở bên tôi hãy quay trở lại với hơi thở hơi thở tự nhiên ngay khi tâm bỏ đi lang thang hãy quay trở về với hơi thở tự nhiên một điều rất quan trọng đối với con đường của sự thật này sự ý thức về sự thật trong lúc quý vị đang phát triển ý thức về hơi thở không được tụng niệm không hình dung không tưởng tượng không lẫn lộn quý vị đang quan sát hơi thở của mình và nếu quý vị lẫn lộn nó với rất nhiều thứ khác thì làm sao quý vị quan sát tốt được đừng để điều gì ảnh hưởng đến quý vị chỉ hơi thở mà thôi không có gì khác ngoài hơi thở, sự thật của hơi thở, không hình dung, không phỏng đoán, không niềm tin mù quáng, không có niềm tin mù quáng nào cả. Mọi người đều có thể thực tập phương pháp thiền này, không có gì trở ngại. Mỗi người dù thuộc cộng đồng này hay cộng đồng kia, tầng lớp này hay tầng lớp kia, đất nước này hay đất nước kia, con người là con người không có sự khác biệt. Sự dao động luôn có ở khắp mọi nơi. Và ai ai cũng muốn thoát ra khỏi sự dao động, thoát ra khỏi khổ đau, thoát ra khỏi bất hạnh. Và đối tượng của sự ý thức thì ai cũng có hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Hiện tại quý vị mới bắt đầu thực hành. Quý vị không thể dành ra 3 ngày cho phương pháp thiền này. Phương pháp thiền có tên Anapana quan sát hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Khi tham gia trọn vẹn khóa thiền Vipassana 10 ngày, quý vị bắt buộc phải dành ra 3 ngày cho việc thực tập thiền Anapana. Quý vị không thể thu xếp được những ngày ấy, nhưng tất nhiên, dù bận rộn thế nào, quý vị cũng có thể dành ra 10-15 phút mỗi buổi sáng, buổi tối, hoặc trước khi đi ngủ, 10-15 phút. Hãy ngồi thật thoải mái, Giữ cho lưng và cổ thẳng, mắt nhắm lại. Khi mắt nhắm lại rồi thì không cần dùng kính. Vậy hãy tháo kính ra. Chỉ đưa sự chú ý của quý vị tới cửa mũi, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Dù cho tâm có dao động thế nào, quý vị sẽ sớm nhận ra rằng với 10 phút thực tập anapana, 10 phút quan sát hơi thở, tâm trí của quý vị sẽ trở nên an tĩnh, yên lặng. Hãy bắt đầu. Đây là những bước đi chập chững đầu tiên trên con đường lớn của Vipassana, con đường dẫn tới đích cuối cùng là sự thật tối hậu. Hãy tiếp tục, tiếp tục luyện tập mỗi buổi sáng và buổi tối. Mỗi buổi sáng và buổi tối, thành quả nhất định sẽ tới. Sau vài ngày, khi quý vị nhận ra phương pháp thiền này rất hữu ích cho quý vị, tự quý vị sẽ quyết định dành 10 ngày cho anapana và vipassana và kết quả sẽ thật tuyệt vời. Nhưng ở giai đoạn này, tôi biết quý vị không thể, quý vị không muốn bỏ ra 10 ngày. Tuy nhiên, quý vị chắc chắn có thể dành ra 10 phút hoặc 15 phút mỗi buổi sáng, buổi tối, buổi sáng, buổi tối và quý vị sẽ bắt đầu trải nghiệm thành quả Work. You have to work. Somebody can guide you, that's all. Hãy luyện tập. Quý vị phải luyện tập. người khác có thể hướng dẫn quý vị nhưng chỉ thế thôi. You have to work your own salvation. You have to come out of your own misery. Quý vị phải tự luyện tập để giải thoát cho chính mình quý vị phải tự bước ra khỏi khổ đau của mình. The way is there, the path is there, the technique is there. Work, work, work. phương thức đã sẵn đó, con đường đã sẵn đó, kỹ thuật đã sẵn đó. hãy luyện tập, luyện tập, luyện tập. And be happy, be peaceful. be liberated from all the miseries. and you start, when you start experiencing even little bit of peace and harmony after your sitting of 10 minutes, then try to generate love, compassion, goodwill towards all beings because all beings are unhappy agitated và khi quý vị bắt đầu trải nghiệm dù chỉ một chút an lạc và hòa hợp sau thời ngồi thiền 10 phút hãy cố gắng tạo ra và gửi gắm tình yêu thương lòng từ bi và thiện trí tới mọi chúng sinh bởi vì tất cả chúng sinh đều bất hạnh và dao động May all beings be happy. May all beings be peaceful. May all beings get liberated, liberated, liberated from misery. nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc. nguyện cho tất cả chúng sinh được giải thoát, giải thoát giải thoát khỏi khổ đau bhavatu sab mangalam bhavatu sab mangalam bodu sab mangalam Bala ho, bala ho, bala ho. Seekers of peace and harmony. Xin chào tất cả những ai <laughs> đang tìm kiếm sự an lạc. Now let us practice anapana for about 10 minutes. Practice anapana. Bây giờ chúng ta hãy thực hành anapana trong khoảng 10 phút. Hãy thực hành anapana. Sit comfortably. Comfortably. In any posture that suits you. Keep your back and your neck straight. Hãy ngồi thoải mái, thật thoải mái, ở tư thế phù hợp với quý vị, giữ lưng và cổ cho thẳng. Keep your eyes gently closed. Those who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period. Keep your mouth gently closed. Giữ mắt khép nhẹ lại. Những ai đeo kính hãy bỏ kính ra trong giờ thiền. Hãy giữ miệng khép nhẹ lại. And focus your entire attention. Entire attention on the area at the entrance of the nostrils. the area at the entrance of the nostrils. Và tập trung toàn bộ sự chú ý của quý vị, toàn bộ sự chú ý vào khu vực cửa mũi, khu vực cửa mũi. And remain aware. Remain aware of every breath, every breath coming in. Every breath going out. Natural breath. Normal breath. As it is. As it is. và hãy duy trì ý thức. ý thức từng hơi thở. từng hơi thở đi vào. từng hơi thở đi ra. hơi thở tự nhiên. hơi thở bình thường như nó đang là như nó đang là if it is long it is long if it is short it is short passing through left nostril left nostril passing through right nostril right nostril or through both the nostrils both the nostrils nếu hơi thở dài thì biết nó dài nếu hơi thở ngắn thì biết nó ngắn Hơi thở đi qua mũi bên trái thì biết nó qua mũi bên trái, hơi thở đi qua mũi bên phải thì biết nó qua mũi bên phải, hoặc hơi thở đi qua cả hai ống mũi thì biết nó qua cả hai ống mũi. Chỉ luôn ý thức không làm gì khác chỉ luôn ý thức tỉnh táo tin to chăm chú vigilant cảnh giác semi-alert to. Vigilant. Hãy luôn tỉnh táo, chăm chú, cảnh giác. Constantly aware of the breath. The incoming breath the outgoing breath, incoming breath, outgoing breath. Liên tục ý thức về hơi thở, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra.

like a gatekeeper, like a watchman. Như một người gác cổng, như một người canh giữ. Aware of every breath entering the nostrils. Aware of every breath Moving out of the nostrils. Nhận biết từng hơi thở đi vào trong mũi, nhận biết từng hơi thở đi ra khỏi mũi. Alert, attentive, vigilant, luôn tỉnh táo, chăm chú, cảnh giác. incoming breath, outgoing breath. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Natural breath. Pure breath, nothing but breath hơi thở tự nhiên hơi thở thuần khiết không gì ngoài hơi thở Bhavatu sab mangalan. Bhavatu sab mangalan. Bhavatu sab Cảm ơn cả nhà. Bây giờ mọi người có thể mở mắt ra để chúng ta sang cái phần tiếp theo. Mọi người thấy thế nào ạ? Bình luận vào trong phần ô chat xem là mình thấy thế nào ạ? Tâm đi những đâu bình luận xem tâm mình đi đến đâu á <laughs> thì chú, thảo thấy bình an tuyệt vời quá đỡ, đỡ chị huyền, huyền nói là đỡ lang thang à hoàng vân tê chân chị hương có đi lang thang chị thu loan là bình an mỏi chân và buồn ngủ của chị Trần Lan ai có câu hỏi gì không ạ lưng cảm giác cong xuống đầu tiên thì còn uh, quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của chị uh, Hiếu là thiền anapana khác với tiền với thiền vipassana ở chỗ nào? Mọi người có muốn uh, nghe câu trả lời xem uh, để biết được cái sự khác nhau không ạ? Anapana khác với vipassana ở chỗ nào? Thiền anapana là thiền quan sát hơi thở tức là chúng ta chỉ đặt tâm của mình đưa tâm của mình chú tâm vào cái phần cửa mũi này thôi phần mũi này nha để quan sát hơi thở và chỉ để tâm ở khu vực này thôi chỉ để tâm ở khu vực này thôi để quan sát hơi thở thôi không thêm gì vào hết không hình dung không tưởng tượng không điều chỉnh hơi thở giữ tâm của mình quan sát hơi thở mà phải là hơi thở tự nhiên đó là thiền anapana thì trong tiếng pali ấy, thì anapana chính là quan sát hơi thở thôi mà thì nó là thiền quan sát hơi thở còn thiền vipassana là gì Thiền Vipassana thì lúc này chúng ta sẽ có chữ vi. Vipassana thì là cũng là thiền quan sát nhưng mà không không phải là quan sát hơi thở. Không phải là quan sát hơi thở mà là quan sát cảm giác. Quan sát cảm giác ví dụ như lúc nãy chị chị gì đó nói bảo là bị tê chân đấy chị Hoàng Vân mới bị tê chân đấy thì thiền vipassana sẽ ngồi quan sát cái tê chân đó mà không phản ứng lưu ý quan sát mà không phản ứng quan sát cái tê chân đó và nếu như mình đủ bình tâm và mình không phản ứng cái, cái, này nó khó lắm nha nó chỉ là không phản ứng nhưng phải đủ bình tâm khi mình bình tâm mà không phản ứng thì ta sẽ nhận ra rằng cái t cái cảm giác tê chân nó nó được sinh ra và nó cũng sẽ bị diệt đi liên tục liên tục sinh ra diệt đi sinh ra diệt đi chứ nó không phải là một cái tê mà mình thấy nó tê như thế đâu không phải là một cái sự cứng nhắc không phải có một cái sự tê cứng mà nó liên tục sinh ra và diệt đi. Thì và như vậy thì thiền vipassana là thiền quan sát cảm giác hay người ta còn gọi là thiền thiền quán ta tìm hiểu cái này thì có thể là một vài cái một vài cái gọi là trên internet ấy, trên internet thì người ta cũng có nói về cái này nhiều á thì thuận sẽ gõ ha. Thiền vi-pát-sa-na này, đó. Thì ta sẽ thấy là ở ngay trên trang trang mà trang của thầy Quân Ca trang hệ thống của thầy Quân Ca đây này. Trang vn dama org thì trên này có giải thích rất là kỹ này. Thiền Vipassana là gì? Vipassana nghĩa là thấy sự việc đúng như thật là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn Độ. Truyền thống thiền này được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2.500 năm và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại một nghệ thuật sống. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát. Vipassana là con đường tự thay đổi bằng cách tự quan sát. Phương pháp thiền này chú trọng đến tương quan mật thiết giữa thân tâm và thân. Mối tương quan này có thể kinh nghiệm được trực tiếp bằng cách chú tâm thận trọng đến những cảm giác thực sự trên thân, những cảm giác luôn luôn đan xen và tạo ra các khuôn mẫu cho tâm. Hành trình quan sát và tự khám phá này đi vào gốc rễ chung của tâm và thân, từ đó xóa bỏ những bất tịnh tinh thần mang đến một tâm quân bình tràn đầy tình thương và lòng từ bi. Đó là thiền Vipassana. Thế như vậy thì thì khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là giống nhau ở chỗ là đều là quan sát sự thật. Đều là quan sát sự thật. Ở trên thân của mình. Chứ không phải là quan sát một một số phương pháp thiền thì họ hướng dẫn là họ nói là hãy quan sát một điểm nào đó ở phía trước mặt mình. Nhưng mà cái này thì không nhá, cái này là quan sát sự thật ở trên thân của mình, hơi thở. Quan sát hơi thở là quan sát sự thật. Đấy. Và đó là giống nhau. Là quan sát sự thật ở trên thân. Khác nhau là Vipassana thì quan sát cảm giác. Còn anapana thì quan sát hơi thở chị hiếu đã rõ cái phần này chưa lợi ích khác nhau về vật lợi ích anapana thì giúp chúng ta định tâm giúp chúng ta rèn luyện cái sự định tâm tức là giúp chúng ta có được cái sự bình an ở cái mặt gọi là bề mặt sự bình an ở bề mặt tức là chúng ta ngồi thiền mà chúng ta quan sát hơi thở là chúng ta tự chúng ta thấy an luôn rồi chúng ta đã thấy giảm đi những cái lo lắng trong cuộc sống rồi nếu mà có một cái cơn giận nổi lên có cái tham nổi lên có cái sân nổi lên thì chỉ cần nếu mình phát hiện ra là mình đang có cơn giận đang có cái tham đang có cái sân thì chỉ cần chú tâm quan sát hơi thở trong khoảng một vài hơi thở thì những cái cơn giận hay là cái tham cái sân nó nó sẽ từ từ giảm xuống và bị diệt đi đó cho nên cái cách mà chúng ta giải quyết cái cơn giận của mình ấy nếu mà giả sử như có ai đó làm cho mình bị bị mất đi cái cái sự bình tĩnh và làm cho mình bị giận lên ấy nổi giận ấy thì chỉ đơn giản là sao ạ ngay khi mình nhận biết được là mình đang giận thì mình quay trở về quan sát hơi và sát hơi thở thì cơn giận nó sẽ giảm xuống và nó sẽ nó sẽ biến mất cho nên cho nên ý là gì ạ cái cách mà chúng ta xử lý các cái tình huống trong cuộc sống của chúng ta đó là gì ạ khi mà có ai đó làm cái điều gì đó làm cho ta không vừa lòng mà ta nổi sân lên ta nổi giận lên thì cách mà chúng ta xử lý đó chính là im lặng quay trở về quan sát hơi thở. Nếu đang ở ngoài đường không thể nhắm mắt được thì cứ mở mắt ra không sao cả, nhưng mà hít vào và thở ra mạnh hơn. Mọi người hiểu ý tôi nói không ạ? Đây là kỹ năng mà chúng ta cần dạy cho con mình. Đây là một kỹ năng, kỹ năng sống mà ta cần dạy cho con mình. Nếu ai là thầy cô giáo thì hãy dạy cho học sinh của mình bởi vì điều này sẽ giúp cho cái người đó có một cái năng lực đặc biệt là năng lực kiểm soát cảm xúc của mình đúng không ạ nếu ta đang buồn mà ta nhận ra được là ta đang buồn ta đang thất vọng nếu ta nhận ra là ta đang thất vọng nếu ta nhận ra được là ta đang thất vọng hay ta đang có bất cứ một cái biểu hiện trạng thái cảm xúc nào đó nó không tốt mà ta nhận ra được thì ta chỉ cần quay trở về quan sát hơi thở bằng cách hít vào và thở ra bằng một vài hơi thở mạnh là ta tự nhiên ta thấy mọi thứ nó được thay đổi được chuyển biến đó là lợi ích của anapana còn lợi ích của vipassana là gì điều này hơi khó hơi khó diễn tả, bởi vì nó liên quan đến nó liên quan đến cái điều mà nó hơi khó diễn tả chút xíu. lợi ích của vipassana là giúp cho chúng ta diệt trừ những cái nghiệp, giúp cho chúng ta diệt đi những cái nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta giúp cho chúng ta loại bỏ đi những cái hạt giống mà ta đã gieo ở trong quá khứ trong đó có những hạt giống bất thiện và nó cũng có thể là những hạt giống thiện mà ta đã gieo trong quá khứ giống như hôm qua thuận lấy ví dụ đấy ạ đó là ví dụ như cái tê chân của chị chị trần lan là mỏi chân đi mỏi chân mỏi chân nó cũng chính là một cái sankara nó cũng chính là một cái nghiệp tại sao người khác chưa có mỏi chân mà mình đã mỏi chân hoặc tại sao người ta mỏi chân nhiều còn mình mỏi chân ít vậy thì mỏi chân nó cũng chính là một cái nghiệp vậy thì với vipassana nếu như ta bình tâm quan sát cái mỏi chân đó thì cái mỏi chân đó nó sẽ hết thuận còn nhớ là vào năm thuận đi thiền khóa thứ hai thuận mới hỏi thầy của thuận là thầy ơi về lý thuyết thì em hiểu rằng khi nghe bài giảng thì em hiểu rằng mọi thứ sinh ra để rồi diệt đi tức là nó sinh rồi nó sẽ diệt điều đó có nghĩa là cái đau chân của em khi em ngồi nó đau chân thì nó cũng sẽ hết nhưng thưa thầy tại sao mà em không thấy cái đau nó hết em em ngồi em rất là đau chân và em thấy nó không hết đấy là cái câu hỏi bởi vì cái lúc đó cái nghiệp thứ nhất là mình không có được cái trí tuệ để mà mình có được cái sự bình tâm mà mình liên tục phản ứng lại là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là thực tế nó đã diệt rồi nhưng bởi vì trong quá khứ mình đã tạo ra quá nhiều những cái nghiệp xấu cho nên cái nghiệp xấu thứ nhất nó sinh ra và nó diệt đi nó sinh ra bằng cái tê chân và nó diệt đi rồi nhưng ngay lập tức cái nghiệp xấu thứ hai nó lại tiếp tục hiện lên bằng cái cảm giác tê chân giống y chang như vậy mà mình không phân hiện mình không phát hiện ra được là nó là cái khác mọi người hiểu ý thuận nói không ạ bởi vì bản chất là nó sinh ra liên tục mà nó sinh ra xong nó lại diệt đi nó sinh ra xong nó lại diệt đi mà mình vì mình không có trí tuệ cho nên mình không nhận ra được mình không đủ bình tâm cho nên mình không nhận ra được là đó là hai cái tê khác nhau mình không nhận ra được đó là hai cái đau khác nhau mình tưởng là nó chỉ là một cái đau nhưng không phải đó là hai cái đau khác nhau thậm chí nó là hàng tỷ 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 cái đau khác nhau Đức Phật nói rằng Đức Phật dạy rằng trong một khoảnh khắc thì có hàng hàng vô lượng hàng vô số những cái sankara vô số cái những cái sự thay đổi ấy, sinh ra và khởi lên và diệt đi cho nên trong một cái dây mà chúng ta thấy đau đã có hàng vô số những cái lần sinh ra và diệt đi của cái cảm giác đau đó rồi tức là đã có vô số những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó đã sinh ra và nó đã diệt đi dưới dạng cái cảm giác đau nhưng mà nó chỉ diệt đi khi mà khi mà chúng ta bình tâm còn nếu chúng ta không bình tâm thì nó không bị diệt nó còn đó đó thế thì đấy là cái khóa thứ hai thuận hỏi thầy thuận như thế nhưng bây giờ thuận ngồi cả tiếng nó có đau đâu Mọi người hiểu không ạ Tức là Nó hết chưa Những cái những cái, những cái xăng ra mà nó hiện ra dưới dạng đau chân Nó hết mất tiêu rồi Ngồi một tiếng bây giờ nó không đau nữa mà Và Trong cái khóa thứ Tư, thứ năm, thứ sáu rồi đó Thứ tư, thứ năm rồi đó thì Thuận bắt đầu đủ được cái sự bình tâm để Thuận quan sát và Thuận thấy được cái đau nó nó hết mình thấy được cái đau nó hết tức là gì ạ tức là nó giống như này này nó giống như này nó giống như này thì chỗ này là phần giải thích thêm một chút ở chỗ này để cho mọi người biết nha nhưng mà mọi người hãy nỗ lực hãy nỗ lực hãy ghi vào trong cái phần kế hoạch cái mục tiêu cuộc đời của mình là mình sẽ đăng ký để đi thiền Vipassana Tối thiểu một khóa Trong cuộc đời của mình càng sớm càng tốt Bởi vì chậm một ngày là ta lãng phí một ngày Chậm một ngày là ta lãng phí một ngày Cho nên là hãy nỗ lực để đi càng sớm càng tốt Mọi người có đang nhìn thấy cái bảng ở trên cái màn hình không ạ? Nếu ai nhìn thấy thì gọi số 1 giúp thuận ha Ok rồi ạ Đó ngày hôm qua thì thuận nói đến cái đoạn là nhân quả đúng không ạ tức là gì ạ cái nhân mà mình đã gieo trong quá khứ ấy, thì bây giờ nó trổ ra thành cái quả lúc mình ngồi thiền ấy khi mình ngồi thiền ấy thì cái nhân này nó sẽ trổ ra thành cái quả dưới dạng cái dưới dạng gì ạ cái quả này ấy, khi mình thiền khi mình thiền thì cái nhân này nó sẽ ra thành cái quả những cái quả này dưới dạng là cảm cảm giác, ok chưa yeah. ạ? khi mình ngồi thiền thì cái nhân này này nó sẽ trổ ra trong cuộc sống của mình dưới dạng cảm giác. cho <laughs> thật hỏi này, mình có biết là mình đã từng làm tổn thương bao nhiêu người trong quá khứ không? mình có nhớ nổi không? không nhớ đúng không ạ? mình đã giết hại bao nhiêu con vật rồi mình có nhớ không ạ? không nhớ đúng không ạ mình đã bao lần nghĩ ác ý về người khác mình có nhớ không ạ cũng không, không nhớ đúng không ạ hãy hiểu rằng một cái suy nghĩ mà ta đã gieo ra trong quá khứ một cái hành động một cái lời nói ta đã gieo ra trong quá khứ chắc chắn nó sẽ trở thành cái quả mà ta sẽ nhận được ở trong hiện tại và trong tương tương lai đúng không ạ nếu như đâu đó trong quá khứ mình đã từng mình đã từng làm một người tổn thương thì trong tương lai chắc chắn sẽ cái tổn thương nó sẽ đến sẽ quay trở lại với mình mà không phải là một mà hàng nghìn hàng nghìn lần bởi vì sao ạ quả bao giờ cũng lớn hơn và nhiều hơn nhiều hơn nhân đúng không ạ khi ta trồng một cái hạt nhãn thì bao giờ ta cũng sẽ thu được một cái cây nhãn hoặc tối thiểu ta cũng được một cái hạt nhãn thối nếu mà ta gieo không dưới đất mà nó không có nảy mầm ấy cái hạt nhãn khi mà ta gieo ra đất mà nó không nảy mầm thì nó được một cái hạt nhãn thối và cái hạt nhãn thối đó nó chính là cái quả và cái quả lúc này nó bao gồm nó nó hàng tỷ tỷ cái thứ ở trong cái hạt nhãn thối đó có đúng không mọi người ngay cả khi nó không nảy mầm nó không nảy mầm đừng có hiểu đừng đừng nghĩ rằng cái nghiệp nó không tới đừng nghĩ rằng cái quả nó không tới mà cái quả nó vẫn tới nhưng nó thể hiện cái dạng khác rồi có khi có một cái con có một cái con con gì đó ví dụ như có một cái con bọ cạp gì đó nó đến nó thấy cái hạt nhãn thối thì nó đến đó rồi nó nó ăn ví dụ vậy đi rồi sau đó thì có khi ta đi ra ta dẫm vào và cái con bọ cạp đó nó chích vào chân đảng cái đó à, đó đó nó có thể hiện nó có thể cái quả nó tới bằng cái cách đó và trong trường hợp mà nếu như cái hạt nhãn đó nó nảy mầm thì nó lên một cái cây nhãn thì cái quả là cái gì ạ cái quả là cái bóng mát Kết quả là cái cành củi, lá nhãn rụng xuống để mà mình làm củi mình đun, đúng không ạ? Và kết quả nó là cái cái hương thơm của cái hoa nhãn. Kết quả là cái quả chính là cái quả nhãn mà chúng ta có thể bẻ về chúng ta ăn. Và không phải một mùa mà hàng chục mùa, thậm chí vài chục mùa có những cây nhãn sống hàng hàng trăm năm. Cho nên quả bao giờ cũng lớn hơn nhân và nhiều hơn nhân nhưng nếu như chúng ta mà không ngồi thiền thì nó hiện ra trong cuộc sống của chúng ta bằng cái việc mà nếu ta đã từng làm cho người khác bị đau tay thì ta cũng sẽ bị đau tay hoặc là nặng hơn đau tay mọi người hiểu ý thuận nói không ạ nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta ngồi thiền thì cái nghiệp đó cái nhân đó nó sẽ hiện ra trong đời sống của ta dưới dạng cảm cảm giác hoặc dưới dạng buồn ngủ buồn ngủ là một loại sankara hoặc dưới dạng cái cái gì ạ có thể là dưới dạng cái sự bồn chồn cái sự lo lắng đó cũng là kết quả mà cái nhân trong quá khứ mình đã gieo ra bây giờ nó hiện về cho nên khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta đang làm chúng ta làm cho cuộc sống của mình nó bớt đi những cái đau khổ khi chúng ta ngồi thiền vipassana thì chúng ta sẽ khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của mình nó bớt đi những đau khổ bởi vì sao ạ? Bởi vì cái nhân mình gieo trong quá khứ nó đã hiện ra dưới dạng cảm giác rồi nó không còn nếu mình đủ bình tâm thì nó không còn hiện ra trong đời sống hàng ngày của ta bằng những cái những cái quả đau khổ nữa. Vậy thì thiền Vipassana nó nó có tác dụng gì thì mọi người hãy hình dung như thế này. Đây là tâm của chúng ta. Thuận chả biết tâm như thế nào hết thuận tạm thuận 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 ví dụ như tâm này là cái gì ạ là một cái vòng tròn này đi ví dụ thế ha nó như là một cái ly nước đi ví dụ như tâm là một cái ly nước đi và trong quá khứ thì chúng ta đã làm gì ạ trong quá khứ chúng ta đã từng gì ạ chúng ta đã từng làm tổn thương một người ta gieo ra một cái nhân ta làm tổn thương một người ta gieo ra một cái nhân rồi, mà ta đâu có biết là ta đã từng tồn tại ở trong thế gian này ở trong vũ trụ này bao nhiêu năm đâu. Ta cũng đâu đã biết là ta đã làm tổn thương bao nhiêu người đâu. Ta cũng đâu có biết là ta đã suy nghĩ bao nhiêu cái lần bất thiện đâu. Ta cũng đâu có biết là ta đã nói bao nhiêu lần bất thiện đâu, nhưng chỉ biết một điều rằng ngày hôm nay tâm của ta đang rất là vọng động, đang rất là bất an, đang đầy cái sự lo lắng. Đúng không ạ? Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Chúng ta đang dày đặc những cái thứ mà ở trong tâm của chúng ta nó đang thì đan xen đủ các thứ ở trong tâm như này, này. đấy tâm nó đang chằng chịt như này tâm của mình nó đang bị chằng chịt như này đó đang chằng chịt như này và điều đó có nghĩa là gì ạ tâm của mình nó đang bị gì mỗi một lần chúng ta làm cái điều gì đó tiêu cực chúng ta làm cái điều gì đó xấu thì tâm của mình nó lại bị nó lại bị đen lên nó lại bị nhọ đi như thế này đây à đó Mỗi một lần chúng ta làm điều gì đó xấu, làm điều gì đó bất thiện thì tâm của mình lại tiếp tục bị bị đen hơn, bị nhỏ hơn. Đó. Nhưng khi chúng ta ngồi thiền Vipassana để chúng ta quan sát cảm giác thì khi một cái cảm giác nó đến mà ta quan sát, ta bình tâm ta quan sát thì lúc này một cái nhân bị mất đi và tâm của chúng ta sáng ra một tí. Sau đó một cái cảm giác khác nó đến Và ta lại bình tâm quan sát Và cái cảm giác đó nó bị diệt đi Thêm một cái một cái điểm nữa Tâm của ta sáng ra thêm một tí nữa Và cứ vậy Cứ vậy Cứ vậy Cứ vậy Cứ mỗi lần Cứ mỗi lần Cứ mỗi lần Cứ mỗi lần cảm giác hiện lên Thì tâm của chúng ta cũng lại sáng Và tiếp tục như vậy Có những người ở đâu đó Cách đây 2000, 2.500 năm trước thì đã có một người ngồi thiền phương pháp thiền vipassana và người đó đã làm sao ạ? À? Và người đó đã đủ cái sự bình tâm và làm cho tâm của mình hoàn toàn trong sáng bằng cách là đã diệt trừ tất cả những cái những cái nghiệp, những cái gọi là những cái ở trong quá khứ. Những cái nghiệp những cái nhân bất thiện ở trong quá khứ đã diệt trừ hết gần như là lúc này tâm nó trong sáng mọi người hiểu ý thuật nói không ạ bằng cách ngồi thiền quan sát cảm giác và không không phản ứng thì lúc này lúc này tâm nó trong sáng trở lại tâm nó trong sáng trở lại lưu ý nha tâm lúc này nó trong sáng trở lại thì đây là lợi ích của thiền vipassana vậy thì khi mà ngồi thiền như vậy thì những hạt giống xấu ở trong này còn không ạ hạt giống xấu nó đã trổ hết ra rồi và như vậy ta không còn các hạt giống xấu nữa hoặc là có nhưng không không đáng kể và vì vậy cuộc sống của ta vui vẻ đấy thuận mô phỏng như thế nhá còn lại thì chúng ta đi thiền chúng ta mới có thể trải nghiệm được cho nên hãy hãy nguyện là mình sẽ nỗ lực đi thiền một lần ít nhất một lần thiền 10 ngày vipassana đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí không có tông phái tức là ai cũng có thể thiền được hết người bên đạo công giáo cũng thiền được thuận thuận chính là người bên đạo công giáo này Người bên đạo Phật cũng thiền được, người bên đạo Ấn Độ giáo cũng thiền được, người bên đạo tin lành cũng đã cũng cũng có thể thiền được, cũng có thể học được. Cho nên mọi người hãy nỗ lực. Ở Hà Nội thì có là tại um, Sóc Sơn. Ở trong Hồ Chí Minh này thì có ở Củ Chi, ở Thủ Đức và bây giờ thì hình như là ở ngoài ngoài Phú Yên à. Rồi ở ngoài uh, Bắc Giang, Bắc Ninh gì ngoài kia cũng có trên đồng nai tóm lại là nó sẽ có hai trang để mình đăng ký lưu ý này hai trang để đăng ký mà đi theo đúng cái đúng cái hướng dẫn của của thiền vipassana mà đức phật đức phật uh, theo cái phương pháp ngày xưa đức phật truyền dạy hai trang này đó là gì ạ trang thứ nhất lưu ý ha trang thứ nhất là gì ạ trang thứ nhất là vn ghi lại nha mọi người chấm dhamma hả đam ma viết sao ta giải gõ lại đam ma viết sao đây vn à dha DHAM. m ma đấy dh này Cái gì ta đấy d này h này dh này A này, M này, thêm chữ M lên, A này, chấm này, O, R, G, đây là trang thứ nhất, ha, trang thứ nhất, trang thứ hai là U, Sen, E, à, C, N, N, Sen, Lid, U, Sen, lit chấm, O, G, O, R nha, Đấy, org để thuận uh, kiểm tra lại. Đây. Đây trang thứ nhất này là là vn.dama.org này. Đây nha. Trang này là trang chính thức trong hệ thống của thiền thiền Vipassana của thầy Wenka. Thầy Wenka thành lập lên nhưng mà theo truyền thống của thầy Ubakin là phương pháp truyền thừa từ thời Đức Phật truyền dạy trang thứ hai trang thứ hai là ocelit này u, u này đấy đúng rồi đấy đây nha ocelit .org trang này cũng phương pháp mà thầy duyên quen ca truyền dạy dạy lại giảng dạy nhưng không chính thức theo hệ thống của thầy quen ca vì sao bởi vì mới tách ra cách đây khoảng một hai năm rồi đó vì sao tách ra thì làm một câu chuyện dài cho nên là thôi thuận cũng không có giải thích ở đây ha. cũng do thầy quen ca giảng dạy này theo truyền thống của thầy ubakin về đi đến đó ngồi thiền thì giống nhau một trăm không khác nhau tí nào hết mà thuận đã thiền cả hai nơi này rồi cho nên thuận xác nhận là hai nơi này đều là phương pháp mà thầy quen ca hướng dẫn vậy thì với lại trên cái trang u này ấy, thì chúng ta có ở đâu ạ ở hồ chí minh là củ chi này Hà Nội là Sóc Sơn này. Ngay bây giờ thì thiền sinh mới đang nhận đơn này ở ngoài ngày 16 tháng 8 đến ngày ngày 27 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh này. Nếu ai đó có thể vào Hồ Chí Minh để đăng ký được thì có thể có thể đăng ký là nữ nữ thiền sinh mới thì danh sách chờ, còn nam thiền sinh mới thì ok để vẫn đăng ký được này. Đấy, đây này. Đang đang nhận đơn này sau đó thì mình canh ngày ghi danh là ngày mùng 6 tháng 8 thì sẽ tiếp tục mở ghi danh cho cái khóa ở Hà Nội đấy lưu cái trang này lại sau đó thì mình mình canh cái ngày nào họ mở đăng ký thì mình vào mình đăng ký đó ok chưa yeah. nha rồi thứ hai là bên cái trang là bên cái trang này thì đăng ký hơi phức tạp hơi phức tạp không biết vì sao nó hơi phức tạp như thế nhưng mà vẫn đăng ký được nhưng hơi phức tạp nha thuận nhấn nó cũng đi chạy lung tung á chạy lung tung nhưng nhưng mà vẫn đăng ký được nha đó đây này khóa tiền này khóa tiền tại Việt Nam này đây đây rồi đâu nữa đây không phải à, nói chung là trang này làm sao đó mà họ hơi hơi phức tạp ấy nhỉ à đây rồi, ok vào đây nhá, đó, tại Việt Nam này, thì hiện tại bây giờ ghi danh ngày nữ hết rồi này, nữ hết này, Đích. nữ, nam, nam còn chỗ này, cái này là gì đây, ở Phước Sơn này, nhưng mà chưa tăng, à không phải, à, đó, thì nói chung là hai cái trang đấy nhá, à để tôi lưu lại cái này luôn lần sau vào cho dễ, đây lưu lại luôn đó rồi đó là về hai cái nơi đăng ký thiền làm gì không có học online không có học online thuận hướng dẫn thiền anapana thì online còn đi thiền vipassana thì phải ngồi trực tiếp ở trong trường thiền mọi người lưu ý chỗ này này cái thiền vipassana ấy, nó rất là hữu ích nhưng lưu ý giúp thuận đừng tự học bằng cách nghe hướng dẫn trên các video trên internet và ngồi thiền nguyên ngày ở nhà. Lưu ý, không tự thực hành thiền nguyên một ngày tại nhà mình bằng cách xem video trên internet để thiền theo. Lưu ý nha, không đọc sách và sau đó ngồi thiền một ngày, nguyên một ngày ngồi thiền ở nhà. Lưu ý này. Thiền Vipassana thì không được tự ý ngồi thiền cả ngày ở nhà. Bởi vì sao ạ à? Bởi vì trong quá trình mình thiền quan sát cảm giác ấy Quan sát thiền Vipassana ấy Thì những cái Sankara ở trong quá khứ Những cái nghiệp trong quá khứ nó nổi lên Và lúc đó nó sẽ như thế nào ạ à? Có thể Có thể thôi nha Thuận thì chưa gặp Cái quan trọng như thế mà chị cuối Anh còn nói là Vậy thì không đi được rồi thầy ạ à? thì, thì tùy thôi cuộc đời của mình vẫn cứ tiếp tục khổ đau Ha có đúng không à. ạ? Nếu mình thấy nó quan trọng thì mình phải sắp xếp thời gian chứ. Năm nay không được thì sang năm chứ. Chứ làm sao lại 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 chưa chi đã vội vàng kết luận là không đi được rồi. Nếu mình thấy nó quan trọng, cuộc đời của mình 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 có đang khổ không? Mình có đang đầy dẫy những cái khổ đau mà nó hiện ra trong cuộc sống của mình mà sau đó thì mình không biết làm thế nào không? mình sẽ để tiếp tục những cái nhân trong quá khứ những cái sân nhân nhân xấu ác mình đã gieo ra đấy để, để cho nó hiện ra trong đời sống thật của mình hay là mình đi thiền đi để mình học cách mình quan sát để cho nó hiện lên trong cái lúc mà mình ngồi thiền để sau đó nó không diễn ra trong đời sống thật của mình nữa mình muốn như nào mình muốn tiếp tục cuộc sống của mình đầy dẫy những cái sự sự gọi là khó khăn hay là mình sẽ sẽ sắp xếp thời gian để sau đó mình đi thiền để mình học cái cách để làm cho cuộc sống của mình nó nó tốt hơn thì tùy đó là lựa chọn của mình đó thuận đang nói lại này khi mà mình ngồi thiền vipassana liên tục trong nhiều giờ thì những cái sangala ở trong quá khứ nó sẽ hiện nó sẽ nổi lên và trong đó nó có thể nó có thể thôi thuận chưa gặp cá nhân thuận thì chưa gặp nhưng thuận đã nhìn thấy có người như thế rồi có thể anh ta tự nhiên anh ta nhìn thấy những cái thứ mà mà mình không thấy anh ta nhìn thấy có người đang đến bóc cổ anh ta cái này là cái gì ạ sangkara nó hiện lên dưới dạng cái tưởng tức là mình tưởng tượng ra ấy có khi anh ta tự nhiên anh ta thấy là có ai đó đuổi theo mình và đuổi đánh mình mặc dù đang ngồi thiền nhưng lại cứ bảo là em ngồi thiền là thấy có người đuổi theo đuổi theo đánh mình và sợ hãi đó chỉ là cái nghiệp trong quá khứ nó hiện về thôi. Tại vì trong quá khứ mình đã từng làm điều gì đó xấu, cho nên bây giờ nó về. Mọi người hiểu ý thuận nói không ạ? Rồi. Nếu như mình đi thiền ở trung tâm thì thiền sư sẽ giải thích cho mình cái đó là gì và thiền sư sẽ giải tâm từ và giúp cho mình bình tâm trở lại. Còn nếu mình tự ngồi thiền ở nhà thì đâu có ai giải thích cho mình đâu. Xong bắt đầu mình nhắm mắt lại cái thì mình thấy là có người đang cầm dao rượt mình Xong mình tưởng thật Mình tưởng thật thì mình hoảng loạn đúng không ạ Mình nghĩ đó là ma Sau đó mình hoảng loạn mình sợ hãi Và vì mình thiền một mình cho nên không có ai giải thích cho mình hết Sau đó mình tưởng tượng ra là có ma Mọi người hiểu ý gọn nói không ạ Cho nên thiền Vipassana thì không được ngồi thiền liên tục hàng ngày ở nhà tức là nếu như mình rảnh quá xong mình thấy nó hay quá xong bắt đầu mình ngồi thiền liên tục ở nhà một ngày ngồi từ sáng đến tối cũng không được luôn thiền sư cũng nói là không được luôn nếu bạn muốn ngồi liên tục thì phải đến trung tâm ngồi có thầy cô hướng dẫn có thầy cô giải thích cho bạn còn nếu ngồi tại nhà bạn bạn chỉ ngồi một giờ thôi thậm chí chỉ hoặc là chỉ ngồi hai giờ thôi sau đó bạn phải đứng dậy đi làm việc khác chứ bạn không được ngồi đó ngồi thiền hoài mọi người hiểu ý thuận nói không ạ ok ha nên là nó hay nó hữu ích đấy nhưng mà khi mà thuận giới thiệu thì đừng có tự học trên internet đừng có tự học nó có thể nó làm cho mình gặp cái khó khăn đấy rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Còn xem có ai có câu hỏi gì khác không ạ tê chân còng bị lưng bị bị, bị còng xuống hoặc tê chân hoặc là Ừ, đau hoặc là ngứa tất cả những thứ đó chỉ là chỉ là cảm giác và mình sẽ làm gì ạ khi mà mình nhận ra được mình có những biểu hiện đó thì mình sẽ làm gì mọi người bình luận vào trong phần ô chat nhỉ nếu mình nhận ra được những cái biểu hiện đó rồi thì mình sẽ làm gì ạ Rồi Phớt lờ đi chị quý anh dùng cái từ phớt lờ đi cũng đúng Nhưng mà phớt lờ đi sau đó làm sao ạ à? Quay trở về Quan sát hơi thở bằng cách là hít vào và thở ra bằng một vài hơi thở Hơi thở mạnh Ok chưa ạ Không có tức giận Cũng không có cầu, không có ước Không có mong muốn cho cái tê đó nó hết Kệ nó mình mình có thể nghĩ như này Cái tê này cái T nó đến cái T nó sinh ra để rồi diệt diệt đi mình có thể nghĩ như vậy ha đấy cho nên mình phớt lò nó đi và mình quay trở về quan sát hơi thở thế thôi chỉ quan sát hơi thở nếu ai đã từng đi thiền vipassana rồi thì lúc này mình quan sát cảm giác tức là mình quan sát cái T đó nhưng mà những ai chưa đi chưa đi thiền vipassana thì chưa biết quan sát như thế nào ấy thì quay trở lại quan sát hơi thở thôi là được là đạt yêu cầu Chị Hương hỏi là như Thuận đi thiền lâu ngày rồi thì Thuận có thể thiền liên tục cả ngày ở nhà được không? Thì Thuận cũng chưa ngồi thiền, chưa bao giờ ngồi thiền liên tục cả ở nhà mà ngồi liên tục cả ngày Thuận chỉ ngồi tối đa đâu đó cũng chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng là cùng thôi Cho nên là Thuận, thầy thiền sư nói là bạn có thể ngồi ở nhà liên tục với điều kiện là bạn phải có cái thông tin của cái người hướng dẫn và ngay khi có cái biểu hiện gì đó tức là có những cái gì đó mà bạn thắc mắc mà bạn không hiểu thì bạn phải gọi điện hoặc là phải email cho cái người hướng dẫn đấy để họ giải thích cho bạn đấy là trong trường hợp đã đi thiền rồi ha Đó. rồi chị câu câu hỏi của chị Hoàng Vân là khi tê chân khi thì ta ngồi yên vẫn ngồi yên nhưng mà ta ta quan sát hơi thở ok chưa và nếu như tê quá thì mình làm gì ạ tê quá thì đổi tư thế ok chưa ạ mình đang ngồi theo một cái tư thế nào đó nó tê quá thì mình đổi tư thế thôi ok chưa lưu ý chỗ này ha chìa khóa là phải bình tâm và mục đích chính là bình tâm khi mà ta có thể bình tâm trong lúc ngồi thiền được thì ta cũng có thể bình tâm trong cuộc sống hàng ngày ví dụ như ví dụ nha ví dụ như là một anh chàng anh chồng khi mà giao tiếp với vợ thì cô vợ cô ấy không tôn trọng. Ví dụ cái vì một cái cô ấy đang có cái nỗi đau gì đó mà mà mình không biết và mình ra nói chuyện với cô ấy và cô ấy không tôn trọng mình. Bởi vì cô ấy đang đau mà, cô ấy đang xử lý của cô ấy không được thì cô quay sang cô ấy. Cô ấy nổi nóng lên với mình. Nếu một người thiền Vipassana thì đủ cái sự bình tâm và không phản ứng lại với cái sự nổi nóng của cô ấy thì một lúc sau thì cô ấy cũng hết nóng thôi. Hay là khi mà ông chồng nhà mình đi uống rượu về Ông ấy say rượu, xong bắt đầu ông ấy ông ấy la mình. Sau đó thì mình làm sao ạ? À? Mình phản ứng lại mình cãi nhau với ông ấy. Hay mình đánh nhau với ông ấy thì nó mệt, và chuyện nó bị to ra, nó vỡ lở ra, nó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng nếu mình đủ cái sự bình tâm thì ông ấy say rượu, ông ấy la mình mình làm thinh. Bình tâm mới làm được thinh chứ còn không bình tâm làm sao làm thinh được? mà khi mình làm thinh như vậy thì ông nói một vài lần ông nói giết ông mệt ông buồn ngủ ông đi ông ngủ sáng hôm sau mọi thứ em đẹp mọi người hiểu ý thuận nói không ạ đó chính là lợi ích trong đời sống hàng ngày đó chính là lợi ích của cái việc thiền trong đời sống hàng ngày rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai thuận sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề rất là hay rất là vẫn rất là tâm đắc với chủ đề này à, chủ đề này có tên là à, con đường hạnh phúc ừ. con đường hạnh phúc hôm nay tính uh, chia sẻ nhưng mà chưa có đủ thời gian xem nó đâu rồi cho mọi người xem đây ừ, đâu ta ở à, đây đó chủ đề con đường hạnh phúc đó. và mai thuận sẽ đọc thơ cho mọi người nghe nhưng mà hôm nay không đủ thời gian mai chúng ta thuận cũng sẽ mở zoom sớm cho mọi người vào xem phim bộ phim rất là hay từ lúc uh, 4 giờ 15 5 giờ chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ ngồi thiền mọi người nhớ là tải cái file mà thuận nãy uh, giới thiệu trong cái trang web của đinh đức thuận com sẹt thiền anapana tải nó về và buổi tối nhớ ngồi ngồi thiền 10 phút ha buổi tới buổi tối nhớ ngồi thiền 10 phút nếu như có con có ông xã nhà mình thì rủ rủ con và rủ ông xã nhà mình rủ người thân nhà mình cùng ngồi thiền với mình 10 phút rủ thôi còn họ thiền hay không thì thì đừng có mong cầu ha mà mình cứ rủ thôi, nếu có con thì mình rủ, con mình có con thì có thể nó chưa ngồi được 10 phút đâu nó ngồi 2 phút thôi cũng cũng tốt rồi. Đấy. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại.